Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang có đi bảo dưỡng một chiếc ghế tại Thanh Thủy cho nhà chủ chất mẫu FG669. Nhân viên của bên mình thì đang tháo ra và kiểm tra máy này, tra dầu mỡ này, kiểm tra tình trạng máy nó hoạt động nó có trơn tru không này. Ra thì tí nữa bạn ấy sẽ vệ sinh này. 6 tháng một lần thì bên mình sẽ có định kỳ là đến bảo dưỡng cho nhà khách hàng nhé. Đó. Một năm sẽ có 2 lần. Đây là chủ chất ạ. Chú chất ơi, cho hỏi một chút là khi mà chú sử dụng ghế thì trong quá trình sử dụng thì mình có gặp vấn đề gì nó đáng lo ngại không chú? Tôi thì từ khi là con tôi mua cho tôi cái ghế này. Dạ vâng. Và là tôi sử dụng là phải là rất là tốt. Dạ vâng. Mỗi một hôm là nó chỉ có một cái lỗ nhỏ là ở chú chất này này. Dạ vâng. Nó, cái này nó đè lên rồi xuống nên là nó làm ống gà nó bị có hơi vào. Dạ vâng, đúng rồi. Sửa ngay luôn là từ hôm giờ là lại con này. Dạ vâng. Dạ. Nên là máy là tôi cảm thấy là chạy rất êm ạ. Dạ vâng, dạ vâng. Trong quá trình mình sử dụng thì những cái hôm mình đau mỏi cũng như là trong cái tuổi của mình bây giờ thì nó hỗ trợ mình có tốt không chú? Nói chung là tôi thấy là tốt đấy. Dạ vâng. Nhất là bà xã tôi là bà bên cái khoái hóa cái đốt sống cổ này. Dạ vâng. Nên là cũng bị đau lên đầu. Dạ vâng. Nên là khi mà có triệu chứng đau đầu là bà xã tôi này và nó nặng bóp cho là nó lại đỡ. Dạ vâng. Tôi thấy có hiệu quả. Dạ vâng. Thế một ngày thì chú thường chú nằm mấy lần hả chú? Lúc đầu đó là tôi về và tôi thích là tôi nặng hơi nhiều. Dạ vâng. Hôm cái anh lên anh ấy lại mất tôi đến cái ngày là anh nặng tôi là cũng nằm và tôi. Dạ vâng. Dạ vâng, một ngày thì mình nên nằm từ 2 đến 3 lần, 3 lần là tối đa chú ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, trước khi đi ngủ chú nằm một liệu trình thì nó hỗ trợ giấc ngủ mình rất là tốt. Dạ vâng. Buổi sáng ra thì chú nằm một liệu trình. Đấy, trưa thì có chú thì nằm và tối trước khi đi ngủ chú nằm một lần nữa. Dạ vâng. Chú thấy dịch vụ của bên con như nào chú? Của cái công ty này tôi là được. Dạ vâng. Tốt vì là công ty còn cho người lên sửa cho mình. Dạ vâng. Đó. Dạ vâng ạ. Công ty này là làm việc là có trách nhiệm. Dạ vâng. Vì là bảo trong cái thời gian bảo mày là công ty là có trách nhiệm. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú. Dạ vâng. Đây là chia sẻ rất là thật của chú chất ở Thanh Thủy nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú, chúc chú có một trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc ghế của Fuji Luxury ạ. Dạ vâng, cảm ơn chú.